Dạ em sinh năm 82 chị. Có okay cảm giác vậy? Với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Quyền Linh chào chị Cát Tường và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1982, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là kỹ sư điện nhưng mà hiện tại thì em đang kinh doanh về bất động sản. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, em 28 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Mình đang làm công việc gì em? Em làm thư ký cho công ty thuốc bảo vệ thực vật. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay quên chị. Cũng hay nóng tính, hay giận lắm. Nhưng mà em giận mà em cũng mau quên chị. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Em thì hiền, ít nói. Việc nhà thì em có thể làm được tất cả công việc trong nhà, từ dọn dẹp tới điện nước, xây dựng, rồi sắt thép. Em có thể làm được toàn bộ. Thì giỏi rồi, có khuyết điểm gì không? Em thì không có lãng mạn, với lại em không có ăn uống ở bên ngoài. Lý do là từ nhỏ thì em ăn uống ở trong nhà riết là nó thành một cái thói quen. Cái này không phải là em kỹ tính nhưng mà nó thành cái thói quen. Không gì cũng tốt chứ. Dạ. Ăn uống nhà vệ sinh an toàn thực phẩm nó đảm bảo. Rồi đi làm là đem cơm bới cơm theo ăn luôn hả em hay sao? Dạ khi em làm ở công ty thì em có đem cơm theo chị. Đi đám tiệc rồi đi chơi du lịch cũng sao? Cơm theo luôn. Khách sao thì mình phải vậy chị. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình đi ha. Bạn trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa? Mãi bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Có cảm giác với anh nào không? Dạ không chị ơi. Tại vì nó cũng có nguyên nhân anh. Lúc em còn đi học á thì thầy cô thì cứ kêu là cố gắng học đi con, hữu xạ tự nhiên hương. Rồi tới khi mà em đi làm á thì cái môi trường của em á là em là làm điện công nghiệp, thành ra là ít có con gái. Được. Rồi thứ hai là cái bản tính của em á là em lại làm xong công việc hoặc giải quyết xong công việc là em chạy thẳng về nhà. Rồi. Em không có la cà ở ngoài đường. Rồi tôi hỏi bạn câu này nha. Bạn có coi phim tình cảm không? Dạ có anh. Có khi nào bạn thấy trên phim hung chưa? Dạ có anh. Lúc đó thì bạn cảm giác người nó sao? Dạ mình cũng có cái cảm giác tim mình đập nhanh anh. Mắt mở to ra để mình quan sát. Trời ơi là trời. Đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Nghe chia sẻ của bạn trai bên đó thì em có cảm nhận như thế nào? Suy nghĩ gì không? Em thấy cũng lạ lạ tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi, chững chạc, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm lo gia đình chị. Nghe nãy giờ thì có vẻ là được những cái tiêu chuẩn của em thì được. Nhưng mà giả tỷ mình lấy nhau về nhưng mà ảnh chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hết thì ảnh không biết làm gì hết thì em có ngại không? Không, cái đó để em chỉ ảnh. Thôi vậy được. Em có điều gì không thích ở người bạn trai không? Hói đầu, rồi gia trưởng, rồi nhậu nhẹt bê tha chị. Em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi. Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi. Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi. Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi. Là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó. Chúc nhờ cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời, em gái xinh quá. Anh đến hiền lắm. Nhưng nãy giờ nghe nói có vẻ anh không thích gái luôn á. Hy vọng lần mở màn lên anh thích em thì thế là tụi anh vui rồi. Giờ hồi hộp không? Hồi hộp, chờ đợi. Anh không thấy anh hồi hộp gì chứ. Anh bị đâu? Nãy giờ anh ngồi anh im ru à. Dạ. Không mà em dễ thương đó, anh tính rằng anh sẽ nhìn em, anh sẽ có bản lĩnh đàn ông hơn. Không, tôi nghi ngờ ông này quá à. Tôi lo quá. Dạ, chào chị. Ừ, đó. Đó giờ em có thấy người phụ nữ nào xinh đẹp chưa? Dạ có chị. Ai? Dạ trước mặt em. Được. Được. Cũng lanh lẹ mà, đâu có hiền gì đâu. Sức khỏe anh trong người, tim gan phèo phổi tốt hết không? Dạ em đều tốt quá chị. Có thể hít đất được vài cái không? Dạ được chục cái chị. Làm thử đi. Dạ. Không phải làm khó anh đâu, ai biểu anh có cảm xúc. Được. Ngon lành. Ngon lành. Kỳ lạ thế vậy mà không có cô nào cua anh hết trơn người ta. À, có cô gái nào cua anh không? Dạ nhiều lắm anh. Nhiều hả? Không có cảm xúc luôn hả? Ở sớm em thì nhắn tin vô điện thoại em. Nhắn sao? Anh có thể làm bạn làm quen với em được không? Rồi trả lời sao? Dạ em vui lắm anh.
Nhưng mà kèm theo cái câu cuối cùng của cổ là nếu mà anh mà không có trả lời đó là em tối nay em ném đá vô nhà anh. Hả? Cuối cùng anh có trả lời không? Con này cá tính quá nên em cũng sợ. Mình không biết kiểm tra anh cái gì. Nãy giờ kiểm tra hết rồi, nói chung là an toàn. Anh không có bị cái gì mà tại sao lại vậy? Mẫu người lý tưởng của anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái là phụ nữ truyền thống chút chị. Cao trên 1m6, dễ thương một chút. Rồi dáng thì gầy, gầy một chút này. Có mẫu người lý tưởng có do hình tượng giống ai không? Dạ, mẹ em thì là hình tượng của em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, mình cũng không biết chê chỗ nào, tại chỗ nào cũng được hết trơn. Thiệt, mày được quá đi chứ. Bởi vì tôi mới không biết là tim gan phèo phổi có bộ phận nào, lục phủ ngũ tạng mà nó không ổn định, ảnh hưởng đến cái vấn đề, cái xúc giác của cái dây thần kinh gọi là... Trời ơi, làm dữ vậy trời. Thì tôi lo lắng quá. Bảo đảm rồi đó. Nào giờ có nắm tay bạn gái nào chưa? Có bạn gái thì chủ động nắm tay em thì có. Rồi lúc bạn gái nắm tay mình trong người mình cảm thấy sao? Cũng hồi hộp lắm chị, cũng vui. Mạnh mẽ lên nha. Không, nhiều khi chắc anh nhát thôi. Nha. Dạ. Rồi thôi chủ me rồi đó, yên tâm đi được rồi. Yên tâm sao được, mặt bả nào hoang mang muốn chết luôn mà kêu yên tâm trời. Không có dính vô một cái điểm nào của em chê hết. Đó là bên ngoài, bên trong chị không biết. Thôi bây giờ mình gặp người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn, nhà anh trai em. Anh ruột hả em? Trai hả? Dạ anh họ. Anh họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn Nam có thể cho mình hỏi vài câu ha? Dạ. Sở thích của bạn là gì bạn trai? Tại vì cái khoảng thời gian mà mình đi làm rồi mình về nhà rồi những cái khác, ví dụ như những thời gian khác với mình chơi game hay là xem phim, rồi khi về nhà mình làm cái gì? Em thì ở nhà em nuôi chó, mèo, cá, rồi em chăm sóc con hoa lan. Rảnh thì em sẽ tập thể thao. Bạn chơi được nhiều môn thể thao không? Em chơi được cũng nhiều anh. Chơi em có học võ, bơi lội, bóng chuyền. Có chơi banh đũa không? Có chơi banh đũa không? Dạ không anh. 36 tuổi rồi ha, nhưng mà bạn chưa có một cái mối tình nào hết. Không biết là bạn chờ đợi cái mẫu người con gái, không biết bạn có lý tưởng quá cái người con gái mà mình sẽ quen hay không. Tại vì cái này cũng môi trường, em cũng chưa có tiếp xúc được nhiều cô gái. Với lại khi em tiếp xúc thì những cô gái nó tính cách quá mạnh mẽ. Ví dụ như đòi chọi đá vô nhà em thì em sợ rồi. Rồi ha, vì nhận xét cái bạn này thì bạn này mà rõ ràng là trẻ hơn so với cái độ tuổi rất là nhiều ha, rất là hiền. Thấy là bạn cũng có nhiều cái ưu điểm hơn ha, xong mà cũng thấy bạn sẽ hơi kỹ tính đó ha, có thể là sẽ hơi khó một chút ha. Sau một hồi anh chất vấn, anh đưa ra một cái kết luận chính xác. Bạn trai, dạ, em có đi với ai không? Em đi ba thế hệ luôn chị ơi, mẹ với chị với cháu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi thì mẹ của cháu Hoài Vũ. Cháu ở với tôi từ bé tới giờ, không có ở bên cạnh cha. Tôi thì cũng nghiêm khắc. Bạn bè của tôi thì cũng dẫn con tới, nhưng mà cháu nó chưa có hợp ý. Mà anh khó lắm hả cô? Cháu nó thích cái mẫu người phụ nữ là truyền thống. Còn dạ, các cô thì có xăm mình đó. Dạ. Với lại nhuộm tóc đồ nhiều màu đó, hai ba màu đó. Theo cảm nhận cô thì cô bên kia có hợp. Cô nhận xét cô bạn gái bên tôi này. Tôi nhận xét thì cô gái này cũng rất là dễ thương. Dạ. Nhưng chỉ mong là hai đứa có hợp tính hợp ý với nhau không, do hai đứa quyết định. Dạ. Dạ. Vậy chứ là tôi... ăn thua ảnh thôi chứ cô không có đặt cái áp, dạ, lực không, cho không, ảnh hết. Không có áp lực gì hết. Dạ. Dạ. Con gái tới nhà ở cả ngày theo chọc ghẹo nó cũng nói ăn gì nó hiền lắm. Mà ghẹo nó quá nó sợ, đừng ghẹo nó thì nó ít sợ, ghẹo nó quá nó sợ nó trốn lên lầu luôn. Trời ơi. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ quan trọng là mở màn lên xem hai bên có cảm xúc gì với nhau hay không. Kéo màn. Cố lên, nắm bắt cơ hội của mình nha. Xin mời. Chưa Phan. Thấy ảnh sao? Tướng cao ráo ha. Hồi hộp không em? Dạ hồi hộp. Hồi hộp được rồi đó. Có hồi hộp được, em tưởng tượng cô gái bên kia như thế nào. Ông đã thiếu nam tính rồi mà anh còn em làm nghĩ giống như cô là ấy dễ thương. Dễ thương hả? Dạ đẹp. Đẹp thiệt mà, dễ thương thiệt mà. Nào. Dạ. Anh có muốn quà thử? Nếu em với anh mà có duyên nợ nhau, anh sẽ chính tay anh sẽ chế tác thành mặt dây chuyền để tặng em. Dạ cảm ơn. Tức cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ đây là một viên đá quý. À bây giờ tặng cái viên đá thôi. Dạ. Còn thành nhé với nhau thì mới làm tặng sợi dây chuyền. Dạ. Em nhận xét về anh như thế nào? Anh có đủ những cái tiêu chí như em đặt ra hay không? Em thấy anh rất là trẻ. Trẻ so với tuổi. Anh thấy anh cũng hiền. Thì tình yêu thì phải hai người cùng bước, cùng nắm tay nhau đi qua bão giông, cùng thương nhau những ngày sóng gió.
cùng ở cạnh nhau khi bất đồng gõ cửa và không rời nhau đến cuối con đường. Trời ơi, dữ chứ bộ. Cũng nghiên cứu về tình yêu giống với bộ, đừng giỡn à. Em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh có nghĩ là nếu mà gặp những cái khó khăn á thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Chuyện khó khăn thì anh sẽ giải quyết nó từ từ. Tất cả những công việc đều có cái hướng để mà giải quyết hết. Thì mình sẽ, hôm nay mình không làm được thì ngày mai mình sẽ làm. Mà nếu mà mình có một người bạn thì mình có thể mình chia sẻ với họ, sẽ giảm bớt được cái áp lực của công việc. Em nghĩ là anh có một cái quan niệm về tình yêu rất là vững, nhưng mà tại sao mà anh không tìm được một người mình nghĩ? Có lẽ là cái tính cách của anh không giống như người khác. Anh thì anh giải quyết xong công việc là anh chạy thẳng về nhà. Anh không có giao du với lại bạn bè, hoặc là ra quán cà phê, hoặc là ăn nhậu chẳng hạn. Anh không có những cái chuyện đó. Thành ra là anh ít có tiếp xúc với lại đối tượng. Em thì thích bạn bè cuối tuần đó, là họp mặt lại rồi cà phê vậy đó. Thì anh có sẵn sàng thay đổi không? Anh cũng có thể anh thay đổi. Rồi, ok, cảm ơn. Em thích cái cuộc sống mà nó sôi động không? Hay là em thích cái cuộc sống mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng? À, em thích cuộc sống êm ả hơn anh. Em thích. Nếu mà giữa chọn giữa gia đình với lại sự nghiệp và công việc thì em sẽ chọn cái nào? À, em sẽ về gia đình hơn. Ví dụ như em có mâu thuẫn với lại gia đình của nhà trai, bạn trai của em, mà cái lý do đó thì em đúng, vậy thì em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cái đó thì em sẽ nói chuyện với anh để trao đổi với anh, và để cho khi nào mà có cơ hội để anh giải thích với gia đình. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Dạ được. Thỏa mãn chưa em? Dạ thỏa mãn rồi. Em cảm giác người con gái đối diện như thế nào? Cô ấy cười rất dễ thương anh. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Trời. Mở miệng câu nào ra cũng toàn thơ với văn không à. Hồi nãy giờ hoàn toàn mà nghe lời nói với những hành động từ đó giờ nó đi ngược với những gì em nói ra hết trơn luôn á. Không nhận nó nha, ước mấy chục năm nay á là đọc không à, để sẵn rồi một bụng rồi à. Đúng đối tượng rồi bắt đầu mới tuôn ra. Có biết làm thơ không, thơ tình không? Dạ không anh. Biết hát không? Dạ không anh. Chứ mấy câu hồi nãy là ở đâu ra? Em đọc trên mạng đi. Có câu nào hay hơn, tình cảm hơn, ước ác hơn, ngôn tình hơn không? Cái câu này của anh. Anh thì không phải là người lãng mạn, anh cũng không có đem tới cho em hoa hồng với kẹo ngọt, mà anh cũng không có những mỹ từ làm cho em say đắm, nhưng anh tin rằng anh là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Câu này của em đúng không? Dạ. Em nghĩ là đủ rồi đó anh Linh. Hoài Vũ để tay vào nút bấm đi nào. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Wow. Thế là được rồi. Đây, cái hộp của bạn. Thôi, chúc hai bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình, và hy vọng rằng cô sẽ báo tin chúng tôi thật sớm. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đến đó xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và đây, tặng cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn theo dõi và chào bạn nữ. Mình tên là Trần Ngọc Đăng Khoa, 33 tuổi, mình quê ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện giờ em đang sống và làm việc ở quận 10. Làm gì Khoa? Dạ, nhà em làm sản xuất cho sơn cho đồ gỗ. À, tức là giống như BU đi hả? Dạ. À, rồi Khoa 33 tuổi, dạ. Làm công ty sơn, dạ. Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và Tần Hiểu quý khán giả. Em chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Phượng Hoàng, năm nay em 24 tuổi. Em sống và sinh ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại quận 1, là nhân viên văn phòng, kế toán. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì?
Dạ em, cái điểm mạnh của em là em tính cách em hay vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, em hay cười lắm. Với lại em cũng chịu khó, kiên trì. Chịu khó gì? Chịu khó và kiên trì. Em có thể chịu cực được, nhưng mà em cũng có những cái tật xấu khác nữa mà cũng liên quan đến những cái điểm tốt. Rồi, tật xấu gì? Dạ, điểm xấu của em là em vui vẻ hòa đồng nhưng mà em lại hay nóng tính lắm. Em hay dễ bộc ra trên mặt em lắm. Em hay bộc lộ cảm xúc của mình ra trước, nhưng mà sau đó em lại quên. Em bộc ra xong em quên liền. Còn em cũng thích đi du lịch một mình lắm. Em cũng hay đi chơi nhiều lắm. Nên chơi với ai? Bạn dạ, bè em đi một mình? Em đi du lịch là em đi một mình. Đi một mình? Dạ. Đi chơi nhiều nơi đi một mình vậy đó? Dạ đúng rồi. Rồi hy vọng lần sau bạn kia dễ thương nhiệt tình ha, kiên nhẫn nữa ha. Nóng tính hả? Dạ. Nhiệt tình dễ thương mà hơi nóng tính. Dạ. Hay bộc lộ cảm xúc bên ngoài. Những người này là phải nói là họ rất là vui vẻ nhưng mà đôi khi nóng quá họ kìm cảm xúc không được, đúng không em? Bộc phát thôi nhưng mà lòng thì tốt lắm. Dạ. Em giống y chang như anh vậy đó. Rồi xin mời bạn trai nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em cũng là vui vẻ hòa đồng, dễ làm quen, nhưng mà lại một cái là cơ thể em là em không có không nhậu được. Em không nhậu. Ui, tốt rồi. Dạ, là, có nóng tính không? Dạ em nghĩ thì em cũng không nóng tính nhưng mà cũng chịu khó lắng nghe và hiểu chuyện. Dạ. Chịu khó lắng nghe. Dạ. Lâu lâu mới hiểu hay là hiểu liền? Dạ thì hiểu thì cũng hiểu, mà có những chuyện mình có thể làm được thì mình sẽ chấp nhận, còn những chuyện mình cảm thấy mình không làm được thì mình sẽ trả lời. À, trả lời luôn, chia sẻ luôn. Dạ, cho dạ, nó thoải mái ha. Nhau. Nhưng có tật xấu gì không? Thực sự em không biết nên gọi là ưu điểm hay nhược điểm, nhưng mà như là em hay chiều người yêu quá. Hả? Chiều người yêu nhiều quá. Chiều người yêu? Tốt chứ. Dạ. Nhưng mà người yêu khoái có gì đâu. Dạ không, nhưng mà nó thành ra là cái có thể em không gặp đúng người, là người ta thấy em chiều vậy thành ra lại nghĩ là em yêu thương quá rồi, cái gì cũng được hết, cho nên càng lúc càng như là muốn kiểm soát, lại, kiểm, đúng soát không? kiểm soát em, muốn kiểm soát em, muốn em thay đổi theo người ý người ta mà không cần biết là em có thích hay là không thích. Mà lại một cái nữa là em thì những lúc đó em lại kiểu chịu anh cho em cho qua, rồi khúc mà tới lúc mình không chấp nhận nổi nữa thì đó là coi như tình cảm nó cũng hết, nên dễ cũng đổ vỡ chia tay rồi. Anh thấy là tính của em cô bên kia được đó, bên kia rất là kiên nhẫn, kiên trì ha. Bên em là chia sẻ nhưng mà hơi bi lụy chút. Anh thấy hai người cũng hợp về tính cách á. Cái đó không phải tật xấu đâu, mình chiều phụ nữ không có gì xấu đâu em. Kệ, họ lầm lừng cũng được, nó không sao đâu, phụ nữ mà. Anh chia sẻ vậy em cảm thấy như thế nào? Cái vụ mà anh chiều đó, mình có được đằng chân lân đằng đầu mình ăn hiếp ảnh không? Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Kệ không sao đâu. Phụ nữ ăn hiếp đàn ông là chuyện bình thường. Thôi bớt bớt thôi ha, vừa vừa thôi ha. Để anh đi mìm mìm cái hồi anh bùng cái là anh đi luôn á. Rồi, tình trường mình sao em? Dạ em có trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Và mối tình gần đây nhất thì em đã kết thúc cũng được gần một năm rồi. Quen được bao lâu mà chia tay? Dạ em quen cũng được 2 năm. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì có vấn đề là cũng là do vấn đề tôn giáo. Anh gia đình anh ấy không có chấp nhận theo đạo và cũng không có chấp nhận em, đồng thời em cũng không có muốn là đạo ai người đó theo, tại vì em muốn là em sau này để cho con cái mình nó dễ theo hướng của bên cùng một hướng hơn. Ủa em là em có đạo hay em thì gái em hỏi ảnh đi coi. Dạ sao? Em có đạo anh. Em trai có đạo không? Em có đạo. Trời ơi tốt quá. Vậy yên tâm rồi ha. Dạ. Mấy cái vụ này trục trặc hoài luôn á. Rồi. Để yêu nhau xong rồi cái mai mốt vì vậy mà chia tay thì cũng buồn đôi bên đúng không? Dạ. Nghe vậy là yên tâm rồi. Rồi tình trường mình sao em trai? Thực sự nói em cũng quen cũng nhiều người, nhưng mà trước năm 30 thì em không nghĩ tới chuyện lập gia đình, cho nên cũng quen rồi cũng vui vui thôi. Nhưng mà quen sau quen vui hả? Quen nhiều người lắm hả? Dạ thì từ lúc đi học cho tới khi mình ra trường rồi đi làm thì cũng có quen. Cũng khá nhiều hả? Dạ cũng có nhiều. Nhưng mà sau 30 thì em thực sự em chỉ tìm hiểu là hai người, hai bạn. Nhưng mà một bạn thì lại là nhà là quy y cho nên gia đình bên đó không chấp nhận. Với lại một bạn nữa là như nãy em có nói là kiểu sống nghiêm khắc quá, nghiêm khắc trong khuôn khổ á. Cho nên nhiều lúc rồi muốn em là ép vô khuôn khổ, ví dụ đơn giản là Tết đi, mình chơi trong nhà, mình cũng đánh bài hên xui, mình Tết nha vui thì
bạn đó lại nó nghĩ lại là chơi một xíu sẽ chơi nhiều thì kia, nên những cái đó bạn cũng không chấp nhận, rồi lại gây gắt rồi cãi nhau nữa. À, nhưng mà cũng nghĩ cũng đúng đó, tính ra là nếu mình đánh riết rồi nhỏ dạ. nhỏ thì đôi khi mình ghiền đánh lớn thì sao, anh nghĩ cũng đúng đó chứ. Dạ nhưng thì chỉ là như em chơi trong nhà em thôi, người trong gia đình như bà con thôi anh, chứ không chịu luôn. Dạ vậy thì vì lý do đó mà chia tay hả? Dạ không, xong rồi chung nhiều chuyện khác, ví dụ về ăn mặc, cách nói chuyện hay là về ăn uống hay là đi chơi bên ngoài hay nhiều thứ lắm, nên bạn tức là không hợp nhiều thứ. Dạ dạ bạn còn cái lý do nào khác đặc biệt nữa không? Dạ. Mà để hai bạn phải chia tay nhau không? Nghĩa là bạn ấy khó khăn cái gì để nghe đặng bạn nữ bên đây mình nghe mình rút kinh nghiệm luôn để coi mình có vậy không nè. Dạ. Thì em nói chung là em cũng có chia sẻ là anh những cái chuyện đó thì mình nhường một xíu, mỗi người mỗi bên một xíu thì để có thể nó tốt hơn, thì mà bạn đó lại như là không chấp nhận được chuyện đó. Cho nên tôi có trao đổi nhưng không thay đổi đúng dạ, không? Dạ dạ không thay đổi được cho nên nhưng mà cái đó là hơi gia trưởng đó ha. Bắt theo phải theo ý của mình đó đúng không? Dạ đúng. Dạ, bây giờ vấn đề chỗ là em qua 30 rồi. Dạ. Em cũng muốn thật sự là muốn lập gia đình chưa? À có, sau 30 là em đã nghiêm túc. Em nghiêm túc lập gia đình. Dạ. Nghiêm túc mới ngồi đây mới kết nối được nha. Dạ. Người của nó giờ là chưa có gì chứ nên chưa lấy vợ được. Dạ, không rồi. Giờ cũng phải lố anh. Thôi vậy là được dạ. ha. Bây giờ mình có những cái kinh nghiệm mình rút ra sau những cái mối tình gian dở rồi. Dạ. Mình sẽ vun đắp cho mối tình này tốt hơn, đẹp hơn nữa. Dạ, em hy vọng là vậy. Bây giờ hai bạn mình muốn bạn gái Hoàng muốn tìm một người bạn trai như thế nào, cái mẫu người lý tưởng của mình? Dạ em không có quan trọng về ngoại hình của bạn trai, nhưng mà em mong bạn trai của em là người chín chắn, biết lo biết nghĩ cho gia đình. Và bạn trai là không có gia trưởng. Em sợ gia trưởng lắm. Cũng... anh bên đó anh cũng sợ người gia trưởng lắm, chắc anh không có gia trưởng đâu. Dạ em thì cần cũng bạn trai em thì nếu mà được thì có thể là vui vẻ hòa đồng hoạt bát cũng được, còn không thì em cũng có thể là em nói chuyện bắt chuyện trước với bạn trai cũng được, cũng không vấn đề. Mình làm dâu được không em? Dạ được chị. Được ha, không có lo lắng gì hết ha. Rồi vậy quá tốt. Có muốn chiều cao, mập ốm, cao thấp hay mập mũi như thế nào không? Em thì tuổi thì em chỉ mong bạn trai em đừng có hơn 10 tuổi quá. Và em thì thích con trai ốm hơn em, cao hơn em, nhưng mà cái điều là trước giờ em toàn quen toàn những người tròn người với lại cũng thấp thấp nên em cũng không có quan trọng ngoại hình đâu. Nhưng mong muốn thì như vậy, còn không được thì cũng không sao ha. Dạ. Miễn tốt với mình, yêu thương mình là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn bạn trai, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Em thì em thích một người cũng bạn gái cũng vừa vừa, người khoảng chừng 1m55 tới 1m6, người thì không ốm quá, người có da có thịt tròn tròn xíu, múp múp mếp mếp chung ha. Dạ, đúng rồi. Nữ có da có thịt dễ thương ha. Dạ, nhìn dễ thương. Rồi. Tính tình sao? Thì em kêu là vui vẻ hòa đồng rồi thì biết hiểu chuyện, điều như là thông cảm, rồi lại gặp nhiều người lớn thì biết điều xíu là được rồi. Rồi biết điều, phụ nữ dễ thương lắm sao đâu. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Trời ơi, có da có thịt lắm luôn á. Đúng như lý em nói luôn. Chào em gái, dễ thương, nụ cười rất là có duyên ha. Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện thì em thấy có một chút gì đó nó tâm đầu ý hợp không? Dạ, cũng có anh. Cũng có đúng không? Dạ. Trời, giọng dễ thương lắm á. Em hơi gái có thịt luôn á. Có duyên ha. Em gái nè, nếu gì về làm dâu, em làm dâu được không? Dạ, em làm dâu thì được, nhưng mà em không biết là ba mẹ anh có chịu nổi em không thôi. Lý do sao chịu nổi? Dạ, tại vì em cũng dữ lắm. Em dữ hả? Em giữ chồng chứ dám giữ bà già chồng hả? Trời đất ơi, giữ là giữ với chồng mình thôi, thấy không? Dạ. Nấu nướng gì được không? Dạ có, em thích nấu ăn cho bạn bè với lại người yêu em lắm. Em thích nấu ăn? Dạ. Nhưng hình như người ta ít ăn hơn em. Em nấu xong em ăn nhiều á. Chắc dạ. nếm nhiều ha. Em cái này là em mập cũng từ nhỏ rồi. Không có mập, cái này không có mập. Dạ. Bây giờ đừng có nói mập. Dạ, cái này em đã giảm cân rồi đó anh. Ồ, giảm rồi đó hả? Dạ. Cái này là múp thôi, không có mập. Mập là phải 90% mới mập. Dạ. Rồi, nhưng mà em gái em không thích cái gì, tật xấu gì của người đàn ông? Em chỉ không thích người đàn ông là lúc nào cũng càm ràm với lại la mắng hoặc là gia trưởng thôi. Anh này làm gì la mắng, anh còn bi lụy với phụ nữ nữa. Hả? Dạ, nhưng mà quan trọng là lúc mà khi người ta nóng giận lên á thì người ta mới bộc lộ ra cảm xúc thật.
nóng giận bộc lộ chỉ có em bộc lộ thôi. Nãy em nói đúng không? Dạ. À, giống tính tôi á, nóng là cái bộc lộ thể hiện luôn rồi, xong cái hết liền. Nhưng không sao, anh này hiền lắm, anh thấy được á. Nay là giảm cân rồi hả cưng? Dạ. Tươi, rất là tươi ha. Nhịn ăn hay là tập thể dục hay là dạ, như thế nào? Cái này em ăn kiêng với lại em tập gym. Em cũng bắt đầu giảm cân là 7 tháng nay rồi. Ờ, rất là đẹp rồi, cố gắng thêm xíu nữa. Không phải giảm thêm 5kg nè em. 5kg nữa là được. Alo, chào em. Dạ, thưa chị. Thích người búp míp hả? Dạ. Thích của nào trời trao của nấy ha. Dạ, hy vọng vậy. Hy vọng vậy ha. Rồi, bây giờ thiếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? À, em nghĩ cỡ một năm. Một năm trở lại. Rồi, hồi nãy xong rồi về mình sẽ sống ở đâu? Nếu thì nhà em là ở quận 10 với lại quận 11. Thì ở chung ba mẹ cũng được mà ở riêng cũng được. À, là có nhà riêng luôn hả? Dạ, thì cũng là ba mẹ mua thôi, chứ phải nhà của em. Rồi, cái công việc của mình vậy là ổn định cho em có cái gì, có cái ý tưởng mình phát triển cái kinh tế của mình hay là mình có cái kế hoạch gì trong tương lai không? À, thì theo em nghĩ là hiện giờ là như mà cuộc sống ổn định thì cũng em có thể em nghĩ là bảo đảm được. Còn tương lai thì nhiên là mình cũng muốn làm được cái gì mình phát triển lên, nhưng mà chuyện em không biết chắc nên bây giờ em không có nói trước, nhưng mà có thể bảo đảm là cuộc sống là ổn định được. À, bên đây thì em là nãy em nói em sinh năm bao nhiêu? 85 chị. 85 là chưa sao ha, vẫn còn nằm trong cái khoảng đó đúng không? Dạ. Kiểu như vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều á, em có ngại gì không? Phải cưng chiều nhiều á. Thế đó thì em không thấy không có vấn đề gì, chồng là hiểu nhau thôi. Rồi. Chia sẻ nhau được rồi. Hy vọng lần này em vẫn phải giữ cái tính cưng chiều bạn gái là tốt. Nhưng mà hy vọng là bạn gái mình phải có chuẩn mực ngay từ đầu, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về ha. Đừng để được đằng chân lân đằng đầu, rồi cái cuối cùng đụng cái mình im im, cái mình bỏ người ta tội nghiệp người ta. Ví dụ ngay từ đầu á, cũng tại em nuông chiều quá thì bạn gái mình mới không, hư. Tức là em cũng có nói, nhưng mà kiểu em nó không phải quyết liệt. Thì phải quyết liệt lên. Thì người ta tưởng là em nói chơi nên không có tin. Nhưng mà vậy tự nhiên đụng em bỏ người ta tội nghiệp người ta. Có nghĩa là ví dụ ngay từ đầu mình thấy được nào, được là mình chiều, không được mình phải nói. Để mình xây dựng góp ý. Chứ đừng có để kiểu hồi xưa em chưa muốn lấy vợ cho nên là em chưa có quyết liệt. Lần này là phải quyết liệt nha. Chứ đừng làm mất duyên con gái người ta ha. Chúc mừng em nha, hy vọng hôm nay được nha. Em trai đi với ai vậy? Em đi với má với lại thím với dì. Có má nữa hả? Cả nhà luôn ha. Dạ, rồi cho gặp cô chút đi ạ. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, chào diễn viên Cát Tường. Dạ. MC Cát Tường. Em là dì của Đăng Khoa. Đây là mẹ. Mà mẹ rung quá không nói được. Rồi dì nói sao, thấy sao dì? Thấy cô bé này cũng nói chuyện có duyên, khuôn mặt cũng dễ thương nhưng mà có là hơi mẫm mỉm. Không sao, em nó tập gym thôi được không? đang trên đà giảm cân á cô, hy vọng giảm 5kg nữa là đẹp gái rồi. Thôi mẹ cũng khoa mà khoan. Thấy cũng mẹ là thấy đồng ý, hai gia đình có đạo là mẹ cũng mừng lắm rồi. Dạ. Thấy hai bên thấy cũng mẹ cũng tâm đầu ý hợp vậy, còn nhưng mà duyên tới đây là cũng đã là một vấn đề là có duyên rồi, có duyên mới gặp nhau ở trên này. Có duyên lắm á, mấy ngàn người mới lọc ra được hai người này đó. Còn lại thôi hai đứa tìm hiểu thêm. Cho mẹ nói câu đi, cô thấy sao cô? Thấy con dâu tương lai được không? Thì má thấy cũng được, hiền lành. Chị cũng khó, thấy cái tính cách nói chuyện, thấy hiền này kia. Đó, với lại có đạo là má cũng thấy, cũng chịu. Má chịu rồi đó. Cảm ơn cô. Vậy cả nhà chịu rồi đó. Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, với cô, với lại chị. À, cũng có gia đình, có ba mẹ luôn ha. Dạ, chào cô chú ạ. Dạ. Chào cô chú. Chào chú. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Thì đây là cha, và kế bên tôi là mẹ của cháu Phượng Hoàng. Thì ở đây cũng xin chào bên Nam và các bạn trong khán phòng giữ cái live show, cái hẹn hò này. Thì cái bên về nãy thì cái cháu Phượng Hoàng thì cũng có nói về cái ưu và khuyết điểm, thì cũng nói thêm là cái cháu của Phượng Hoàng này đó thì đúng là tính nóng cũng giống mẹ, nhưng mà cái là cháu có bản lĩnh, tôi phải công nhận. Trong ba đứa con thì phải công nhận này có bản lĩnh, nó muốn cái gì là được cái đó. Chẳng hạn như cháu mũm mĩm nhưng mà cháu giảm cân thì dứt khoát là giảm cân. 7 tháng nay cháu giảm được 20 mấy ký à. Hai mươi mấy ký hả? Dạ, gần 30 ký. Thì nói chung là cháu trải nghiệm rất là nhiều công việc, là xin chỗ nào đó là thấy được chỗ đó, thì thấy rất là bản lĩnh. Nhiều chỗ người ta không có tuyển, nhưng mà cháu tự động vô, rồi phỏng vấn, nói chuyện là tất cả công ty đó ok ngay.
Cái thứ hai nữa đó là cháu về cái nếu mà về nếu mà được hai bên mà được quen với nhau đó thì cháu cũng có cái khuyết điểm là nấu ăn thì cũng không được nhiều bằng anh Quyền Linh đâu. Cũng hy vọng là cũng bằng nửa anh Quyền Linh là mừng lắm rồi. Còn những tính cách về nữ thì để nhường cho mẹ cháu nói hay. Dạ xin chào. Dạ. Cháu, đây là mẹ của cháu Phượng Hoàng. Xin lại thêm, cháu thì cũng như cháu chồng nói vậy á, cháu cũng nói nhưng mà có cái cháu hơi nóng tính. Được gia đình cũng tự hào vì cháu hồi trước cháu mập lắm. Mà cháu giống như cháu cương quyết làm gì thì cháu làm được. Mà không có tự ti mặc cảm nên gia đình rất là mừng. Thường thường mấy người mập hay mắc bệnh tự ti mặc cảm lắm mà không có mặc ấy. Rồi hôm nay sẵn như đây gặp hai gia đình thấy anh bên đây cũng dễ thương. Nhưng mà mẹ thì có ý kiến là dù muốn gì không con cứ bấm. Là tại vì anh rất là dễ thương. Vậy là mình tìm hiểu chứ không phải đâu đó. Cảm ơn cô chú. Qua cách nói chuyện của mẹ thì biết rằng cô gái bên kia rất là bản lĩnh, không? Yeah. Giảm hai mươi mấy ký là bản lĩnh lắm đó. Anh mà giảm có 5-6 ký mà anh coi như anh cả năm nay anh bị stress luôn đó. Chứ không phải giỡn đâu nha. 7 tháng mà giảm 20 mấy ký hả em? Dạ em. Giỏi đó, chúc em nhớ. Em mập lắm. Chỉ anh giảm mấy hai mấy ký nha em. Ngày xưa em 105 lận. 105 ký. Quá dữ luôn. Hiện tại thì bây giờ em bắt đầu em giảm cân là từ tháng 3, cuối tháng 3 đến bây giờ là em giảm, bây giờ em còn lại là 76 ký. Rồi. 76 chúc ký. Em cho anh gặp riêng chút xíu để em cho anh bí quyết giảm hai mấy ký nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Rồi. Mở rào. Đó. Okay. Xin chào anh. Chào anh Toàn, chào chị. Dạ rồi, em cảm ơn. Cái này là cỡ may mắn, em cũng chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống cái này. À rồi, cảm ơn. Hy vọng là em thích quà của anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Hồi hộp quá, biết nói gì ta. Anh nói trước. Em thì giờ là em ở quận mấy? Dạ em ở quận Bình Thạnh. À Bình Thạnh luôn ạ. Dạ. Là nhà em là đạo là hai bên ba mẹ bên nội ngoại đều có đạo hết luôn hay? Dạ đúng rồi. Thì anh thì thực sự nói là anh chỉ có theo đạo bên ngoại, bên nội anh thì không có đạo. Dạ. Nhưng mà từ nhỏ là đã đấy rồi. Em anh thấy em như thế nào anh? Em dễ thương, em cười tươi, em cười dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Lại cái giọng em hiền, nghe hiền. Nếu mà ví dụ em với anh mà có hẹn hò thì anh theo anh nghĩ thì em nên giảm cỡ khoảng bao nhiêu ký nữa thì sẽ được anh ha? Thật sự nói thiệt là anh cũng như em cỡ vậy cũng là vừa. Nhưng mà nếu có thể được thì một xí thôi, cũng không cần phải nhiều quá. Vì là anh giúp là không phải là ép, phải là khuôn khổ em phải bao nhiêu em cứ thoải mái thôi, em cứ tập rồi ăn uống bình thường rồi sao? Dạ, sao? Tại vì mục tiêu của em bây giờ là em còn phải giảm thêm 20 ký nữa. Nên... Giờ 7 tháng nữa hả? 7 tháng nữa là cũng hy vọng là được. Nên không biết có ổn hay không. Nhiều lắm em ơi, 10 ký nữa là được rồi. Người ta nói chuyện tình yêu đi, cứ nói giảm ký hoài. Anh quen thì anh có. Nếu mà như nãy em chia sẻ, anh có chấp nhận được cái tính nóng tính của em không anh hả? Nóng thì dù quan trọng là ta nóng, mà nóng mà ta ghim luôn thì hơi khó. Nhưng mà nóng mà ngay lúc đó rồi quên thì cũng lắm anh ngồi anh nghe em nói thôi sao đâu. Khi nào mà em nguôi rồi đó mình nói chia sẻ lại sau. Không, em được. Tính thì em nóng thì em cũng dễ lắm. Em nóng rồi im một hồi nhưng mà phải nói chuyện lại với em chứ không là... Không cho im luôn, phải nói lại. Phải nói chuyện lại giống như là... Mình bắt một cái câu chuyện khác là em sẽ tự động lại quên à. Tính em cũng không quên nữa. Vậy thì yên tâm, anh lái qua chuyện khác thôi là coi như hết giận, hết nóng thôi. Dạ. Thường thì em... Có thời gian rảnh của em á. Là thường là cuối tuần hay là trong tuần em có khi nào rảnh em không? Làm... Do em làm giờ hành chánh nên em sẽ rảnh vào buổi tối sau 6 giờ chiều. Đồng thời cuối tuần em cũng rảnh luôn. Thứ bảy chủ nhật em được nghỉ làm. Mà em gần đây em đang giảm cân nên em phải dành thời gian cho em tập gym á. Là ngày nào cũng phải tập hết. Là mỗi ngày đều tập hả? Mỗi ngày em tập khoảng bao lâu rồi? Em tập thì em nếu mà thứ bảy chủ nhật là em sẽ tập vào buổi sáng. Còn ngày thường là em sẽ tập vào 5 giờ rưỡi sáng. Rồi đến 8 giờ em đi làm.
Còn đến tối thì em về em tập thêm nữa là từ 8 giờ cho đến 9 rưỡi em về. Mày em tập thêm 3-4 tiếng luôn. Dạ em chia ra tại vì ngày sáng em tập nặng, rồi chiều em tập nhẹ. Hình dung cô gái này mà em tưởng tượng mà ốm xuống 10kg nữa là chuẩn luôn nha, mặt rất đẹp luôn á. Không mặt, ngon mặt em dễ thương, em dễ thương. Thường thì anh rảnh được 24/6, từ thứ ba thứ năm là đánh cầu lông. Anh thích đánh cầu lông. Với lại từ sự buổi sáng thứ ba năm là cũng có đi tập gym xíu, một tiếng mấy. Ta hẹn tập gym chung đi. Tập mua bộ cầu lông hai đứa đánh chung đi. Đánh cầu lông cũng ốm đây em. Dạ em thì chưa biết đánh, nếu được thì anh có thể chỉ em cách đánh cầu lông cũng được. Rồi được, để em rảnh em lại đi. Do chuyện hẹn hò tình yêu đi nha bạn. Thường dù em thích đi xem phim á, em thích xem phim thể loại về cái gì? Dạ em thì cũng thích coi phim rạp lắm. Và thể loại nào em cũng thích coi hết. Mà em thấy phim nào hay là em coi. Ngày xưa là em cứ túc trực trong rạp phim. Bây giờ em đi làm rồi thì thi thoảng mới đi coi phim thôi. Thì một tuần cũng coi phim một lần. Nếu mà có người đi chung thì em mới đi chung. Hy vọng là anh hẹn em đi coi chung nha. Dạ, em cũng hy vọng là em với anh cũng đi coi chung được. Anh có cái vụ thích đi du lịch mình đó. Anh có thích đi du lịch không anh? Du lịch thì ai cũng thích. mà anh thì em hỏi em luôn là em thích đi biển hay là đi ngắm cảnh miền em núi? Thích đi tìm tòi khám phá. Biển cũng có mà miền núi cũng có, nhưng mà nếu mà xếp về miền núi thì em phải đi chung rồi, tại vì em không có chạy xe em gắn máy miền núi được, em sợ độ cao. Còn nếu mà đi biển thì em có thể em đi một mình được hết, là em tự chạy xe với gắn máy được hết. Mà đi mình chán lắm, mốt đi có người đi chung. Vậy bố mẹ anh đi chung cũng được. Quan điểm thế nào về sinh con trai con gái, mấy đứa con là đủ? Theo ý em là dạ em thì không quan trọng vấn đề đó, em trai gái đều được hết, và nếu có đông thì càng vui, mà bây giờ nuôi nổi không thôi. Cái đó mới là quan trọng. Dạ thì anh thì cũng nam nữ cũng sao, quan trọng là cỡ hai đứa ba đứa là vui được rồi. Dạ chở hai đứa ba đứa còn mày bắt chết rồi. Bây giờ á, chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau. Để cảm nhận, và sau đó mỗi người sẽ nói một câu gì đó bằng những suy nghĩ thật của mình về người đối diện nha. Rồi hai bạn nhìn nhau 30 giây bắt đầu. Thì trước giờ anh cũng quen, cũng tìm hiểu nhiều người, nhưng mà chung là chắc là anh không gặp đúng người, và lại vấn đề về đạo nữa, cho nên hôm nay cũng là cái may mắn gặp được em. Em sự là em cười dễ thương. Mà em lại có đạo cùng với anh rồi, anh mừng, anh vui lắm, mới nghe mới biết luôn. Cho nên hy vọng là anh có cơ hội để anh tìm hiểu với em được kỹ hơn. Còn về em nghĩ về ngoại hình của em thì em cứ thoải mái, em thích tập thì em tập, nhưng mà giảm được thì tốt, không giảm được cũng không, anh nghĩ cũng không vấn đề quan trọng lắm. Cùng lắm dù như anh ráng anh ăn lên chứ linh ký xíu đi để liên hợp với em nhiều hơn thì được hơn. Em thì trước giờ em cũng có quen, nhưng mà em cũng chưa có tìm được người phù hợp. Hôm nay em gặp anh thì anh cũng đúng là cái người mà em cũng tìm, nhưng mà không có biết thì chưa có tìm hiểu được hết, nên em cũng hy vọng mình có thể là tìm hiểu nhau được nhiều hơn để xem có hợp hay không. Rồi, hết được. Thời gian. Dễ thương quá. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Để tay nút bấm đi các bạn. Bây giờ chúng ta cũng có ít phút để trao đổi với bấm nhau rồi ha. Mình phần nào cũng kiểm tra được cái cảm xúc của mình hiện tại, là trái tim của mình có rung động hay không, mình cảm nhận đối phương có phải là một nửa của mình hay không. Nhớ nha, mình bấm nút đây là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình, có gia đình hai bên đang chứng kiến nha. Anh đã làm mai mối rất nhiều cặp rồi, họ đã lấy nhau rồi, và anh có cảm giác cặp đôi này hình như là rất hợp với nhau, hình như gương mặt họ cũng giống nhau, nụ cười cũng giống nhau, và gương mặt phu thê đó quý vị. Tôi tin lắm là cặp đôi này sẽ sớm đến hạnh phúc ha. Còn bây giờ thì tất cả chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình lần cuối cùng, xem có chung nhịp đập với nhau hay không. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Có bấm không? Lúc anh đang nói bấm rồi luôn rồi đó. Bấm rồi hả? Có bấm luôn rồi hả? Các bạn làm chúng tôi hồi hộp quá. Thật sự là
Anh rất muốn hai đứa bấm luôn á. Nhìn hai đứa duyên lắm á, nắm tay chặt nào. Nè, bắt đầu từ giây phút này, bắt đầu từ ngày hôm nay, có mặt hai bên gia đình ba mẹ và hàng triệu khán giả làm chứng. Các bạn đã nói những gì với nhau, các bạn đã chia sẻ gì với nhau, các bạn nhớ nha, chúng ta một lòng một dạ không thay đổi nha. Thôi bây giờ á, là nói gì với lại ba mẹ đi, nói hai bác, xin phép hai bác là cho con được làm hẹn hò với em gái rồi, xin phép gì đó, em nói đi. Hôm nay con gặp bé Hoàng, Hoàng thật là dễ thương giống như con muốn, cho nên hy vọng là hai bác cho cơ hội làm quen, tìm hiểu với Hoàng điều thêm. Cũng thay mặt cho cháu Phượng Hoàng thì cô chú đây cũng cũng mong là hai cháu thì cũng được quen nhau, còn tìm hiểu nhau. Thì còn vấn đề tiến tới đó thì do hai cháu quyết định, chứ còn cô chú với mẹ thì cứ không quyết định được, thì hai cháu sống đời cả đời nhau, thành đó là do hai cháu phải tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi xin phép bác làm nhiệm vụ đi. Vậy gia đình cho con phép khung bán hơi hoạn cả. Cái nụ hôn đó để minh chứng rằng các bạn bấm nút bằng cả trái tim của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp nhé, đáng nhớ với các bạn đó. Đừng bao giờ